Bắt đầu. Xin chào các bạn, mình là Phạm Quốc Thiên. Hôm nay mình sẽ học bài cùng bạn. Nên bạn Thiên học phép tính cộng trừ trong phạm vi từ 1 đến 6. Nào. 2 cộng 1 bằng 3. 2 cộng 1 bằng 3. Con viết đúng một ô chưa ạ? Đúng ô chưa? Đúng hết một cái ô đấy chưa con nhỉ? Giống to ra nè. Đúng rồi, 2 cộng 1 bằng 3. Tiếp tục nào. 2 cộng 2 bằng 4. À, 2 cộng 2 thì bằng 4, đúng rồi. Cộng 3 bằng 5. 5 viết ngược rồi. Bạn thì viết ngược số 5 rồi. Viết lại nào. Viết to đúng một ô đi con nhá. Tiếp tục là con nào. 2 cộng 6. 2 cộng 4 bằng 6. Nào đến đâu bạn Thiên chỉ đến đấy nha. Và quay lại. Đúng rồi, 2 cộng 4 bằng 6. Bạn viết hết một ô ly chưa? Bạn viết đúng một ô ly giống của mẹ chưa? Như thế đã đủ một ô ly chưa? 2 cộng 5 bằng 7. Đúng rồi, 2 cộng 5 thì bằng 7. Bạn viết số 7 à? Số 7 từ trên cao là con. Đúng rồi. Đúng rồi. Tiếp tục nào. 6 cộng 2 cộng 6. 2 cộng 6 bằng 3. Bây giờ mình sẽ sang phép toán thứ 3 nhỉ. Bài số 3. 3 cộng nào. Bạn 3 cộng 1 nên 3 bằng cộng 3 cộng 1 bằng 4 nên 3 cộng 5 bằng 5. 3 cộng 2 bằng 5. Bằng
quên hết rồi. 5 cộng 1 bằng 6. Đúng rồi. 5 cộng 2 bằng 7. 5 cộng 3 bằng 8. Đúng rồi, 5 cộng 3 bằng 8. 5 cộng 4 bằng 9. 5 cộng 5 bằng 10. 5 cộng 5 bằng 10. Chúng ta sẽ chuyển sang bài thứ 6. Đúng rồi. 6 cộng 1 bằng 7. 6 cộng 1 bằng 8. 6 cộng 2 bằng 8. Số 8 viết lại đi em ơi.